Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Vũ Hồng đang ở hẻm 273 đường Tô Hiến Thành, phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà Vũ Hồng đang đứng đó là căn nhà phía sau lưng căn mặt tiền đường Tô Hiến Thành. Đó, đường đó là đường Tô Hiến Thành phía trước. Đó, căn nhà đó là căn nhà mặt tiền Tô Hiến Thành. Đó, căn này là căn mặt tiền nè. Rồi căn này là căn kế, rồi căn mình là căn thứ hai nha. Rồi. Nhà mình nằm ở hẻm thông, hẻm thông tứ hướng luôn nha cô chú anh chị. Đó, khu vực xung quanh nhà mình nè. Căn nhà này chủ đang kêu bán giá chỉ có 5 tỷ 9 thôi. Và chiều ngang của nhà mình á, chiều ngang của nhà mình ở phía trước này là 2m. 2m vô trong đây là 2m6 thì nó sẽ nở ra 3m. Nó nở vô 3m và 1m rưỡi, 1m hơn 1m trong này á, là nó ra là 3m. Rồi từ từ 10 mét, từ mét thứ 10 tới trong á, chạy vô trong á là nhà mình sẽ nở ra 5m nha. Nó nở ra 5m nè. Đó, 5m nha. Nó dài tới cái bức tường nhà căn nhà kia luôn. Căn đó là căn mặt tiền đường Tô Hiến Thành, nó chạy ngang qua ha. Là nhà mình đâm đuôi vô căn Tô Hiến Thành. Đó, căn đó. Lại do cái căn này là ngắn nên căn kia là dài từ mặt tiền Tô Hiến Thành vô luôn. Ở đây thuộc phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, đoạn giữa Bixi Tô Hiến Thành và chợ Hòa Hưng. Đó, chợ Hưng ngay chỗ cách mạng 8 với Tô Hiến Thành. Nhà mình á, thì nằm gần góc Tô Hiến Thành với đường Sư Văn Hạnh nha. Tô Hiến Thành và Sư Văn Hạnh ha. Rồi gần Bixi Tô Hiến Thành nha. Thì căn nhà của mình thì khó phía trước tiếp xúc với mặt tiền là chỉ có 2m thôi. Đó, tiếp xúc mặt tiền có 2m thôi. Khuyết mấy bên đây ha cô chú anh chị. Đó, hẻm phía trước nhà mình thì hai ô tô tải qua lại thoải mái nha. Đó, hai ô tô tải qua lại thoải mái ha. Nhà mình thì gồm một trệt, hai lầu và thêm một cái tầng này. Tầng này thì có một phòng lờ nhỏ bên trong, phòng bên trong và thêm cái máy đúc bên trên. Đó, ở đây thì có làm ngói để che mấy cái cửa sổ với cái cửa đi ra ngoài ha. Và Vũ Hồng xin nhắc lại là căn mình là căn sau lưng căn mặt tiền, căn thứ hai nha. Sau mặt tiền Tô Hiến Thành, khu vực buôn bán đồ trang sức, đồ trang trí nội thất với thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp của quận 10, nổi tiếng luôn, dây điện đồ luôn ha. Rất là nổi tiếng luôn nha. Và căn nhà này chủ đang kêu bán giá là 5 tỷ 9 nha cô chú anh chị. Đó, diện tích đất là 50 mấy mét vuông á. Thì cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì Vũ Hồng gửi sổ cho mình xem nhà, sổ sách hoàn công đầy đủ luôn ha. Vũ Hồng đang ở đây là đang ở có mặt ở tầng 4. Tầng 4 có nghĩa là mình tính là lầu 3 nhưng mà ở đây là tính là sân thượng. Đó, đây là sân thượng ha. Và trên đây là còn thêm cái máy nữa nha. Mình làm cầu thang lên trên đây, cái máy đúc trên đây nè. Đó, cái máy trên đây là máy đúc nha. Đó, trên đây là cái máy đúc. Tiếp giáp nguyên cái động đó luôn. Này chủ nhà làm chừa sẵn lên cho mình lên trên rồi nè. À, ở đây có một cái cửa sổ có chung sắt bảo vệ luôn. À, có vòi nước rồi ha. Rồi. Cửa đi ra ngoài ban công nè. Đây là cái sân thượng ở trên ha. Sân thượng ở trên lầu 3 nha. Sân thượng trên lầu 3 nè. Và đây là chỗ giặt giũ. Giặt giũ của ở đây. Đó, đây là làm cái phòng cũng được ha. Căn nhà này chủ đang kêu giá 5 tỷ 9 nha cô chú anh chị. Rồi, mình nhìn ha. Ở phía sau này là 5m nha. À, dài ra đây ra tới chỗ kia là 10m. Còn dài tới mí nhà phía ngoài tiếp giáp mặt đường luôn á là 13m ha. Ở đây thì cầu thang đi xuống, cầu thang mặt đá hoa cương, cầu thang bạc lớn nha. Có thảm chờ. Ở bên hông nhà mình nhà thấp hơn, có một cái hẻm và kế bên là nhà thấp hơn nên mình mở cái cửa này nha. Cái này có cái hẻm nên mình mở cửa được nha. Ở đây thì trong đây là cái kho, đó, kho chứa đồ, kho này là đúc luôn nha. Để mình gắn nước nếu mình muốn xài hệ thống nước nóng trực tiếp. Và căn nhà này nằm ở hẻm 273 đường Tô Hiến Thành ha. Mỗi một tầng là một phòng. Đó, mỗi một tầng là phòng, phòng rất lớn luôn. Đó, có nhà vệ sinh bên trong, cửa gỗ, nhà vệ sinh cũng bằng gỗ luôn. Và có chỗ rửa tay bên ngoài, rửa mặt bên ngoài và chỗ lắp máy lạnh. Ủa máy giặt. Đó, chỗ kia là lắp máy lạnh, cửa sổ, cửa đi ra ngoài ban công.
Phòng nhà vệ sinh thì rộng rãi, có thông gió ra ngoài, cửa sổ là có song sắt bảo vệ luôn, cửa sổ có song sắt bảo vệ luôn ha. Tường nhà vệ sinh được dán cao lên cái trần, thiết bị vệ sinh sử dụng của inox. Cô chú chị bạn nhìn ha, đây phòng phía trước, phòng phía trước đây có ban công, ban công này ha, hai xe tải qua lại được nha. Đối diện nhà mình đây ha, và đây là mặt tiền đường Tô Hiến Thành, nhà mình căn thứ hai ha. Cô chú chị bạn nào cần sổ thì alo Vũ Hồng gửi sổ cho mình xem ha. Thì ở đây nè cô chú chị, phía ngoài này là 2m, vô đây là 3m, dài vô phía sau là 5m ha. Tới cái ban công này là đang 2m nè. Vô đây là 3m. Và vô bước vô đây là thành 5m nha. 5m nở dài ra ha. Có cửa sổ nè, lắp máy lạnh nè, trần không có dựng thạch cao nha, máy đúc bê tông đúc thép nên mình không có dựng trần thạch cao. Cửa gỗ ha. Phòng này làm căn hộ dịch vụ hết, là khỏi chê luôn nha cô chú anh chị. Có chỗ giặt giũ bên trong, có ban công phía bên ngoài. Rồi mình đi xuống đây, mình đang ở tầng này là tầng 3 lầu 2. Đây lên tầng thượng mình coi lại đây ha, đi xuống nha. Hay mỗi tầng là đều có cái kho ha, cái kho chứa đồ nha cô chú anh chị, cái kho chứa đồ là đúc luôn nha. Ở trong đây mình có thể mình lắp máy nước nóng trực tiếp để mình xài ha, có chỗ nguồn nước lên xuống rồi ha. Và ngay cửa sổ thì bên hông nhà mình là nó có một cái khoảng hở, nó khoảng hở này nè, nó khoảng hở là cái hẻm ha, nên mình mở cái cửa sổ, mở cái cửa sổ ha. Rồi mình đi xuống nha cô chú chị, mình đang có mặt ở lầu 2, đi xuống lầu 1 nè, tầng 3 xuống tầng 2 ha, thảm chờ rất rộng rãi luôn nha. Rồi đây là phòng phía trước nè, phòng phía trước nó cũng cấu tạo giống như cái ở lầu 2 luôn nha cô chú chị, y chang luôn ha. Cũng có chỗ để giặt nè, chỗ để mình rửa tay rửa mặt, cửa sổ nè, ban công phía ngoài nè, ban công phía bên ngoài nè ha. Có taxi vô. Rồi mình đi xuống nha cô chú chị. Căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 5.9 đó cô chú chị, 5.9 nha. Giá còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Cô chú anh chị bạn nào có quan tâm căn nhà này thì hãy liên lạc với Vũ Hồng để đi xem nhà, gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả nha. Phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, gần Big C, gần Big C Tô Hiến Thành ha. Cái phòng nè cô chú chị bạn nhìn ra cái phòng ha. Rồi mình đi xuống nha. Rồi đây cũng có cái cửa sổ nha, cửa sổ, hai cửa sổ có song sắt bảo vệ nè, thảm chờ lớn nè ha. Rồi cô chú chị bạn nhìn cái khu vực này thì mình thấy rõ ha. Sau này là 5m, ở phía đó là 5m, ngay chỗ cái ghế đó là 3m và phía ngoài là 2m ha. Nhà đúc bê tông cốt thép rất là cao luôn nha, rất cao luôn ha. Cầu thang thì tay vịn bằng gỗ trụ lớn nè. Ở đây thì có chỗ để lắp máy giặt đồ ha, mình chia phòng dịch vụ mình cho thuê, gian bếp nè ha. Rồi ở nhà mình đúc bê tông cốt thép ấy cô chú anh chị, nên mình nhìn mấy cái đà rất là kiên cố luôn nha. Nhà vệ sinh ở dưới trệt nè. Ở đây thì ngay chỗ mình, ngay chỗ nấu ăn là có cái, ngay chỗ nấu ăn có cái cửa sổ để thoát hơi ra ngoài. Ở đây có một cửa sổ mở tắt đi ra ngoài hẻm đó, chiều ngang nhà mình đây ha, chiều ngang nè,
một miếng gạch nè, phần nhỏ đó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hả, 12 ha. Gạch này là gạch 40 nha cô chú anh chị. Đó, 12 với thêm phần kia nữa ha, 5 mét nha. Và đây là cái cửa hông của nhà mình đây. Đó, cửa hông của nhà mình đây ha. Rồi ngắm nhìn lại bên trong căn nhà một lần rồi mình lên ra ngoài ha. Nhà đúc toàn bộ bê tông cốt thép nhưng không vượt trần thạch cao nha cô chú anh chị. Rồi mình nhìn đây mình thấy rõ ha, phía ngoài là 2 mét. Đây vô đây là 3 mét. 6 miếng, 3 mét. Đồng hồ điện nè. Đó, vô trong đây là 5 mét. Ngay cái bồn nước hay gì mà ngay đây nó bự, miếng này bự chứ. Đây, nước đây ha. Dốc lên. Và hẻm trước nhà đây. Đó, hẻm taxi vô thoải mái ha. Căn nhà mình đây. 5 tỷ 900 triệu đồng giá đây, còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha cô chú anh chị. Là cái căn ở ngoài là mặt tiền đến căn sẹt 1, căn này chắc sẹt 3 hoặc có gạt sẹt 2, căn này sẹt 4 nha cô chú anh chị. Căn nhà mình sẹt 4 ha, 273 sẹt 4. Đường Tô Hiến Thành, phường 13 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nha. Rồi, hẻm thì rất rộng luôn ha. Đằng kia là Đại học Ngoại ngữ Tinh học. Còn góc bên đây là Bixi Tô Hiến Thành. Bên tay phải mình quẹo về đường Cách Mạng 8 chợ Hòa Hưng. Xem như đây là gầm gần ở góc đường Sư Vạn Hạnh với đường Tô Hiến Thành ha. Rồi ngắm nhìn lại nhà một lần rồi mình ra ngoài mặt tiền cho cô chú chị bà xem nha. Cái mặt tiền ha. Rồi Vũ Hồng xin nhắc lại căn nhà mình đó là chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 5 tỷ 9 còn thương lượng nha. Đường thì đường cực kỳ rộng luôn ha. Đó. Ở ngoài đường nè. Đối diện với chỗ 254 đường Tô Hiến Thành đi vô. Đó, đằng đó là Bixi Tô Hiến Thành ha. Bixi Tô Hiến Thành nha. Và đằng này là góc Sư Vạn Hạnh luôn. Mình đi thẳng lên kia là gặp đường Thành Thái rồi đường Lý Thường Kiệt. Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh đó cô chú anh chị. Và hướng này mình sẽ đi về hướng đường Cách Mạng tháng 8. Rồi Vũ Hồng xin cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip review căn nhà một trệt hai lầu sân thượng và mái che thang ở đường Tô Hiến Thành, hẻm 273 ha. Rồi Vũ Hồng cảm ơn cô chú anh chị bạn đã xem hết clip nha. Cô chú anh chị bạn nào thấy bạn bè người thân có nhu cầu thì mình chia sẻ cho họ để giúp họ mua được nhà. Xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Rồi xem xong hết clip nhớ ủng hộ Vũ Hồng like cho cô chú chị. Xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú chị và bạn ở những video lần sau nha.